Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Honda Brio, chiếc xe trong phân khúc cỡ A của bên nhà Honda. Mà trong cái video ngày hôm nay, dịp đầu tháng 3 năm 2022 này, Top KVN sẽ cập nhật cho các bạn về những cái chương trình khuyến mại, chương trình về giảm giá cực kỳ nhiều về cái dòng xe Honda Brio này, những cái chương trình ưu đãi về quà tặng, về phụ kiện, về bảo hiểm thân bỏ cho Honda Brio, những cái chính sách giá mới nhất trong cái dịp đầu tháng 3 này mà mình cũng vừa cập nhật được. Hiện tại thì Brio đang nằm cùng phân khúc cỡ A, cạnh tranh với cả chiếc xe Kia Morning, cạnh tranh với cả Hyundai Grand i10, cạnh tranh với cả Toyota Wigo hay là kể cả VinFast Vario nữa. Ưu điểm về cái dòng xe Honda Brio này, thứ nhất đây là một cái dòng xe nhập khẩu. Cái thứ hai nữa, đây là một cái dòng xe mà hiện tại có cái không gian sử dụng và kiểu dáng của Brio có thể nói ở trong phân khúc cũng tương đối là rộng rãi, thoải mái, kiểu dáng thì tương đối là dễ nhìn. Vậy thì trong cái chương trình của tháng 3 này với hai phiên bản đang được phân phối, đó là Brio phiên bản G và Brio phiên bản RS, cả hai phiên bản này đều là nhập Indonesia quý chị các bạn nhé. Hơi đáng tiếc một chút, do đây là chiếc xe nhập khẩu cho nên chúng ta sẽ không được hưởng ưu đãi về giảm 50% lệ phí trước bạ như những cái dòng xe khác ở trong cái phân khúc cỡ A này. Tuy nhiên thì bên Honda đang có những cái chương trình giảm giá cực sâu các bạn ạ. Đầu tiên là Brio phiên bản G các bạn nhé. Brio phiên bản G với mức giá là 418 triệu với Brio phiên bản G. Thì hiện tại tại cái thời điểm mình cập nhật video này đầu tháng 3 này, bên phía Honda đang khuyến mại cho chiếc xe này là 35 triệu đồng tiền mặt quý chị các bạn nhé. Cùng với cả nữa là tặng quý chị các bạn là 1 năm bảo hiểm thân vỏ các bạn ạ. 35 triệu đồng tiền mặt và 1 năm bảo hiểm thân vỏ, cùng với những cái quà tặng về phụ kiện khi mà lấy Brio bản G. Ví dụ như là tặng quý chị các bạn là tặng trải sàn da này, tặng quý các bạn một cái bộ khay hành lý này, tặng là ghế da này, ghế của Brio đang là ghế nỉ, chúng ta sẽ được chuyển thành ghế da, tặng dán phim cách nhiệt này, rồi là tặng sơn phủ gầm các bạn ạ. Về cơ bản là đã đầy đủ với những phụ kiện như vậy rồi. Đấy, tất cả những phụ kiện thì qua đều được tặng hết, tặng kể cả bảo hiểm thân vỏ luôn, cùng với cả 35 triệu đồng tiền mặt nữa với chiếc xe Brio này. Vậy thì với bản G này thì sau khi trừ đi chương trình khuyến mại, giá xe chỉ còn là 380 triệu các bạn ạ. 380 triệu. Với cái mức giá như vậy thì nếu như Nam Anh ở tỉnh Brio nhá, bản G sẽ là 425 triệu đồng, ở Hà Nội là 453 triệu, thành phố Hồ Chí Minh là 445 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Tỉnh là 425, Hà Nội là 453 và thành phố Hồ Chí Minh là 445. Với các bạn mà muốn mua trả góp Brio phiên bản G, ở tỉnh tối thiểu các bạn cần chuẩn bị là 115 triệu, Hà Nội tối thiểu là 143 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 135 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 115, Hà Nội là 143 và thành phố Hồ Chí Minh là 135, để lăn bánh được số tiền cần chuẩn bị tối thiểu đã bao gồm đăng ký, đăng kiểm và bảo hiểm thân vỏ rồi các bạn nhé. Đã bao gồm đăng ký, đăng kiểm và bảo hiểm thân vỏ. Thực ra thì bảo hiểm thân vỏ là chúng ta được tặng rồi các bạn nhé. 35 triệu đồng mà cộng với cả bảo hiểm thân vỏ mà, thì thực ra tổng cái ưu đãi của nó cũng hơn 40 triệu. Cái phương án này nó sẽ tối ưu hơn cho cái việc các bạn lấy 40 triệu đồng tiền mặt không. Đấy, đó là bản G. Sang phiên bản thứ hai là phiên bản RS. Bản RS này là một phiên bản mà có số lượng xe dồi dào và nhiều, và cũng được nhiều người lựa chọn hơn cho cái phiên bản RS của Brio này, với mức giá bán là 448 triệu. Thì tại cái thời điểm này với phiên bản này cũng chúng ta cũng được khuyến mại trực tiếp giảm vào giá nhé, là 35 triệu đồng tiền mặt cùng với cả 1 năm bảo hiểm thân vỏ các bạn nhé. 35 triệu đồng cùng với cả 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Bảo hiểm thân vỏ nó cũng rơi khoảng tầm hơn 6 triệu đồng cho chiếc xe Brio cái phiên bản này. Đấy. Với cái mức giá như vậy thì ngoài ra chúng ta còn khuyến mại về quà tặng phụ kiện nữa. Với bản RS này vẫn có là trải sàn da này, có dán kính cách nhiệt này, có ghế da này. Bản RS này vẫn là ghế nỉ các bạn nhé, nhưng mà chúng ta được tặng về ghế da, tặng sơn phủ gầm nhé, một cái khay hành lý đằng sau xe nữa để các bạn có thể để đồ nó không bị thấm qua cái nỉ đằng sau xe. Đấy, khay hành lý này, trải sàn da này, dán phim cách nhiệt này, nệm ghế da này, ghế da đấy, và sơn phủ gầm, cùng 35 triệu tiền mặt và bảo hiểm thân vỏ cho bản RS này. Vậy thì 448 mà trừ đi 35 thì còn 413 triệu với bản RS. Vậy thì năm nay ở tỉnh bản này là 461 triệu đồng, Hà Nội là 490 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 480
81 triệu đồng các bạn ạ, trong chương trình của tháng 3 này. Tỉnh là 461, Hà Nội là 490, Thành phố Hồ Chí Minh là 481. Trong chương trình của tháng trước thì mình nhớ là bản LS này chúng ta được khuyến mại là 40 triệu tiền mặt không, nhưng mà tháng này chúng ta sẽ là 35 triệu, nhưng mà chúng ta lại có 1 năm bảo hiểm thân vỏ nữa. Cái bảo hiểm thân vỏ này thì thực ra giá trị nó cũng theo cái phương án mà bảo hiểm cộng tiền mặt này thì nhỉnh hơn một chút, nhỉnh hơn một chút so với tháng trước. Với chương trình về phương án trả góp bản LS thì ở tỉnh nhá, các bạn cần chuẩn bị là 132 triệu, Hà Nội là 160 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 151 triệu anh chị ạ. Tỉnh là 132, Hà Nội là 160 và Thành phố Hồ Chí Minh là 151, với Brio phiên bản RS, một dòng xe nhập khẩu với mức giá lăn bánh của bản này thì cũng ngang với những chiếc xe phân khúc cỡ A, ví dụ như Kia Morning hay là Hyundai Grand i10. Đấy, về cơ bản ở đây một dòng xe nhập khẩu mà thuế ở tỉnh là 10%, Hà Nội là 12%, mà sau khi trừ đi chương trình khuyến mại mà giá lăn bánh cũng chỉ ngang với những cái dòng xe lắp ráp trong nước thì mình nghĩ là rất là ổn và có cái tính cạnh tranh trong phân khúc là cực kỳ cao. Vậy thì những anh chị nào, những khách hàng nào mà chúng ta đang tìm hiểu về những cái dòng xe phân khúc cỡ A thì mình nghĩ là tháng 2 vừa qua, tháng 3 này, Brio vẫn là một chiếc xe rất đáng để các bạn có thể lưu ý và lựa chọn. Đặc điểm của Brio là không gian rộng rãi, thoải mái, kiểu dáng thì cũng tương đối là chắc chắn xe. Nếu các bạn đến có thể là các bạn muốn đi tìm hiểu thì các bạn hãy đến tất cả những cái showroom đại lý của bên Honda, các bạn có thể lái thử, cảm nhận và xem xe trực tiếp, so sánh với những dòng xe khác ở trong phân khúc thì chúng ta sẽ có cái sự lựa chọn một cách là dễ dàng hơn quý chị các bạn ạ. Và cuối cùng, ngay bên dưới góc trái màn hình này có cái số hotline của bên Honda, nếu các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp số hotline này để có thể nhận báo giá cũng như là chương trình khuyến mại tốt nhất tại thời điểm mà anh chị chúng ta làm hợp đồng và đặt cọc. Cuối cùng thì xin chào và hẹn lại quý chị các bạn trong những video lần sau của Top Car VN. Xin chào.